Phần thưởng ngẫu nhiên là loi mới của mùa 12 mang đến phần thưởng to lớn cho những ai sở hữu nút D thần thánh. Phải hóa vàng tận 4 tướng, điều kiện vô cùng khó khăn. Chính vì thế, phần quà nó mang lại cũng rất gì và này nọ, không khác gì anh em nổ hũ 10 hay khi nở được trứng rồng. Nếu anh em tò mò mình sẽ được gì khi hoàn thành lõi này, thì hãy cùng Cà Phê Nhân Phẩm theo dõi cách choan dự, dắt vàng bài Kasadin liên hoàn, kích phần thưởng ngẫu nhiên, rồi bắt lại từ đáy xã hội nhé. Anh em mình, vào việc! Trận đấu diễn ra ở cổng tổ đội lăng kính, nơi cả ba nâng cấp sẽ đều là kim cương. Ba round đầu chỉ đem về hai mảnh là giáp và đai lưng, bù lại anh có lượng tiền lớn từ các tướng rơi ra. Lõi đầu tiên đã tới, tôi sẽ gánh đội không còn quá mạnh ở màn hiện tại. Về lết người đá sẽ khá phế nếu anh em không có các tộc bóc cả team. Giữa hai lõi đồ thì ân chủ của bụt sẽ ngon hơn do có đồ ánh sáng. Anh bỏ qua luôn kho báu chôn giấu và ra được phần thưởng ngẫu nhiên một lõi cực kỳ còn tên. Nghe qua đã lâu nhưng chắc hẳn còn rất nhiều người chưa được tận mắt chứng kiến phần quà từ nâng cấp này. Thân là một streamer thì anh không thể bỏ qua cơ hội phục vụ khán giả rồi. Anh luôn lõi 2 cho đúng quy trình rồi chốt luôn phần thưởng ngẫu nhiên. Lõi tặng trước 4 tướng 1 vàng làm vốn, có luôn Ash 2 sao, chốt reroll liên hoàn thôi. Ở level 3, bán hết các tướng còn lại để tích 20 đồng. Trận thua đầu tiên dành cho anh. Lobby rất mạnh với nâng cấp kim cương. Anh còn đang chấp lõi thì đương nhiên sẽ là chuỗi thua 3 trước chợ. Đi chợ nhặt Shen cầm kiếm. Biến hóa cỡ nhỏ xuất hiện, sức hấp dẫn của nó là quá lớn. Là một người tham vọng, anh bán hết và xúc luôn. Nhưng đời không như mơ, ra Sinra 2 thế này thì nhót rồi, ôm đầu là liên tục. Thôi không sao, nhìn về mặt tích cực thì anh sẽ có 50 đồng luôn, về sau roll lại vẫn ok anh em nhé. Nhưng chưa đủ tồi tệ, anh còn bị đòn chuỗi ở cuối 2 chấm. Dù chỉ để 3 chest, nhưng với hỏa kích hoạt đã khiến Akali cùng Shen trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Anh chấp nhận mất chuỗi. Đập đá ra kiếm và váy. Xúc luôn bùa chỉ 2 vàng nhưng cũng không ra nổi một con Kasadin hay Akali nào. Game quầy là rõ. Giờ này vẫn chưa lắp được đồ, đội hình toàn thiếu nhi. Gặp một nhà với dịch vụ gói đăng ký toàn 4 vàng thì rõ là nguyên sàn. Lõi 2 đã tới, roll trước hộp dụng cụ ma pháp do không hợp với reroll liên hoàn. Kasadin hay Akali đều không cầm tốt tam luyện kiếm, đồ ánh sáng thì lại khá rủi ro, ra đồ thủ thì khác gì chấp lõi. Có được thăng hoa cũng không hợp với một đội hình dồn đam nhanh như liên hoàn. Đã tròn bài ở 6 nên lấy tuyển nhân sự cũng không có nhiều tác dụng. Cuối cùng anh lấy lõi combat, nhỏ mà có võ. Roll mạnh với rất nhiều tiền để win lại, anh đã up được full team 2 sao, tối ưu luôn huyết kiếm vào choàng cho lữ khách hư không. Với nhỏ mà có võ, Kasadin nhanh chóng tiến xuống nhắm thẳng hàng sau. Có bị Tristana đẩy ra thì cũng đã làm quá tốt nhiệm vụ. Shen triệu hồi núi lửa phun trào, hất tung tay súng đo đồ. Choàn dự chiến thắng. Mua cầu tiên tri để biết đối thủ tiếp theo. Nhà này chỉ có tanh trâu thôi chứ không hề có đam. Kasadin không chịu bất kỳ áp lực nào, cứ thế chém gục từng kẻ một. Anh tiếp tục có easy win. Tối ưu Nasher từ cung nhặt ở chợ cho Kasadin. Gặp nhà này có con Nunu trâu bò cầm vuốt rồng với bố tiến công thì khó rồi. Kasadin còn 2 sao không cách nào vượt qua, đành chịu trận trước những quả cầu tri thức rất nhiều sát thương từ Ari phía sau. Trận thua cho Choan dự. 3.6 đối đầu một nhà đã có Karma cầm ấn ma thuật. Orai chơi liều chưa, lấy quả rèm bất ngờ luôn mà. Hecarim ba đồ trông cũng ghê, nhưng Kasadin lại tỏ ra mạnh mẽ hơn nhiều. Shen trước khi nằm vẫn kịp tung choáng, Kasadin theo đó dễ dàng dứt điểm ngựa non háo đá. Karma còn lại đương nhiên phải chịu trận khi Kasadin đã tiếp cận. Săn sói được thêm mảnh váy, găng cùng giáp. Tiếp tục là những pha roll miệt mài, lần này có mua được cả lắp giáp giúp đẩy nhanh quá trình dắt vàng tới 1 tiền. Quả Sinra ba đồ này thì chịu. Tối thượng tung ra nhanh chóng dọn sạch nhà ta. Kasadin có áo choàng cũng chỉ giúp hắn hạ thêm được mũi Sinra. Lượng máu còn lại quá ít, đành gục ngã khi thiết chủy Mordor đã vung lên. Trồi rồi anh em ơi. Lõi kim cương cuối xuất hiện, bỏ qua hộp dụng cụ xạ thủ. Kasadin ba đồ chuẩn rồi nên cũng không cần Pandora làm gì. Donnie đóng giày thì không có đột biến, không thể giúp anh bắt lại trong một thế khó như này. Anh roll hết rồi phân vân giữa người đá hỗ trợ và to lớn mạnh mẽ. Cả hai đều rất ngon, nhưng sau khi suy nghĩ, nhận thấy liên hoàn là một tộc thiên hướng lấy công bù thủ. Thêm máu, thêm chống chịu sẽ không thể giải quyết quá nhiều vấn đề. Kasadin lại là tướng dùng được rất nhiều đồ hỗ trợ. Do đó, người đá sẽ là lựa chọn đột biến hơn. Anh chốt luôn. Có được khiên băng cùng bồ người thạch, không tệ anh em ạ. Dùng luôn 5 đồng, mua một máy sao chép cỡ nhỏ. Đem quân đối đầu một nhà vẫn chưa roll được gì ở cấp 8, Fiora có dùng gươm biến ảnh dịch chuyển ra sau cũng là vô nghĩa khi Tran sự có đánh bằng carry ở dưới đâu. Kassadin theo đó có đủ thời gian xuyên qua hàng thủ. Fiora nhận ra vấn đề, dùng kiếm vũ nhắm vào thì đâu quá muộn màng. Tristana còn lại cầm đá hắc hóa cũng không hề có đam. Tran sự có chiến thắng trở lại. Mua lãnh đạo, tăng 300 máu vĩnh viễn cho Kassadin. 4.3 này, anh bận chết lobby nên ta không thấy được diễn biến combat. Đến khi quay lại, chỉ còn mình Kassadin đơn thương độc mã, vùng vẫy trước số đông kẻ địch. Và đương nhiên, giờ này vẫn 2 sao thì không có điều kỳ diệu nào cả. Anh nhận trận thua đau gần như nguyên sàn. Máu khá thấp rồi, anh buộc phải xả mạnh, nhưng lại rơi vào thế 8 Kassadin, 8 Jack. Đen đủ đường luôn anh em ạ. Gặp nhà Ari 3 sao với sát thương dồn cực khủng thì nhót là rõ. Một cầu lấy luôn áo choàng, mất quá nhiều thời gian với Hecarim, lượng khách hư không phải chịu trận trước những quả cầu tri thức liên tục được hồ ly tung ra. Rai dọn chiến trường với các tiền năng lượng, Tran dự tiếp tục trượt dài với những trận thua đau liên tiếp. Đây rồi, Kassadin cuối cùng cũng lên 3 sao. Nhưng có vẻ một cái nghén vẫn không thể làm nên mùa xuân. Ngoài Kassadin, các tướng còn lại gục rất nhanh dưới tay Karma và đồng bọn. Lượng khách lẻ loi còn lại là mục tiêu không thể ngon ăn hơn cho năng lượng cua của Nico phóng ra liên tục làm choáng. Nasser còn có truy bạch ngân thì không còn cơ hội nào nữa rồi. Thêm một trận thua đau, Tran dự chỉ còn vỏn vẹn 5 tiết. Một round chim vô cùng chất lượng khi tự ra một Jack, một Akali. Anh dùng tất cả may mắn cuối cùng vào nút D. Và trời không phụ lòng người, ở những xu cuối thì cửa hàng biếu luôn 2 con Ash. 2 Akali cũng tự ra ở lần roll tiếp. Dùng luôn Nico dắt vàng cung băng. Thời khắc đã điểm, phần thưởng ngẫu nhiên đem về cho anh một nâng cấp tuyệt phẩm, dắt máu, dây chuyền cùng 2 gò trang bị hoàn chỉnh. Thao tác tay là vô cùng nhanh lẹ, lấy huyết thần kiếm, đập đồ, mở đồ, ghép các mảnh lại, sẵn sàng cho cuộc đối đầu với nhà thông đạo. Carry bằng Rise hay Nora thì anh vẫn lo được tốt, không có sát thương dồn thì không thể hạ lữ khách hư không được. Akali nhanh chóng dứt điểm Nora với phi tiêu 5 cánh, Kassadin cũng dễ dàng xuyên thủng dàn tranh, tiến xuống, kết liễu nốt Rise. Tran dự bắt đầu hành trình leo tháp. Nhà qua gen này thì mềm, Fiora một lần nữa lao xuống, nhưng vũ kiếm vẫn luôn không thể trúng nơi cần trúng. Akali và Kassadin thì giờ đã như một cặp đôi song sát thực sự, cứ thế càng quét tất cả những gì trên đường. Ash 3 sao phía sau với 3 đồ trên người cũng gây sát thương không nhỏ, đã có nạn nhân đầu tiên phải ra đi. Check thấy gặp tòa nhà phép, anh mua luôn linh hồn bí ẩn. 5.3 đem quân trả thù nhà Ari. Tốc độ clear sàn của anh giờ nhanh hơn nhiều. Cầu Ari cũng không còn có thể nhắm chuẩn mục tiêu. Lilia bốc hơi, Ari hay Rai phía sau theo đó cũng nhanh chóng gục ngã. 2 carry mỗi người mỗi việc, cứ thế mà làm. Tran dự có chiến thắng tiếp theo. Shinra tầm này thì nhót, bị nấp quá nặng khiến nữ chúa bóng tối không còn quá áp đảo. Dù có nhắm được Kassadin từ sớm thì lũ khách vẫn còn quá nhiều thứ bảo kê. Tạm né Shinra về áo choàng, Kassadin như một sát thủ thầm lặng, cứ thế âm thầm kết liễu từng kẻ một. Khá đần khi lại đi nhắm vào Karma ở xa trước. Cơ mà không sao, huyết thần kiếm vẫn còn thì không việc gì phải lo. Tran dự tiếp tục bay cao với chuỗi thắng. Mua được động đất, bước vào một combat căng thẳng khác với nhà Varus hỏa ở cấp 10. Akali không tự lượng sức, lướt thẳng vào giữa tim địch, trở thành mục tiêu không thể ngon hơn trong mưa hỏa ngục của Varus. Đối thủ với lợi thế quân số nhanh chóng đàn áp chiến trường. Tưởng đâu đời đi khi chỉ có mỗi Kassadin phía trên, thì không, kích áo choàng, lượng khách theo đó có thời gian hạ bước kẻ địch. Huyết thần kiếm cũng thể hiện sức mạnh khi hồi lại lượng máu khổng lồ. Thăng hoa tới nhưng đã quá muộn, Kassadin quyết không tha cho tiểu hỏa long. Cung băng cũng tranh thủ bắn gục Varus, anh có chiến thắng vô cùng xít sao. Mua sao hàng sau, 6.2 lại gặp Ari. Kassadin lần này bị cầm chân bởi bọn châu bò phía trên thì cứ để Akali lo liệu. Khoảnh khắc ngôi sao là đây, lướt xuống hạ Rise, sau đấy tiếp tục quang phi tiêu, kết liễu nốt carry còn lại là Ari. Rồi, thế là xong. Kassadin cũng đã dọn xong dàn tranh để hội quân cùng đồng bọn, chiến thắng cho Tran dự. Mua bất ngờ lớn để thêm quân số, gặp nhà Shinra. Akali lần này bỗng khá đần khi lướt đi lướt lại vẫn quay về chỗ cũ. Tối thượng của Shinra theo đó trúng cả 2 carry, thế thì lại đến lượt Kassadin ra tay thôi. Shinra gây sát thương bao nhiêu thì Kassadin với huyết kiếm ánh sáng sẽ hồi lại bấy nhiêu. Mordor gục ngã, con đường dẫn tới Shinra đã rộng mở, có bị hất tung bởi sóng thần thì lưỡi kiếm âm ti vẫn kịp tung ra, bao bọc Kassadin trong một lớp lá chắn an toàn. Bị tiếp cận thì không gì có thể cứu nổi nữ chúa bóng tối nữa. Top 1 rất cần rồi anh em ơi. Xúc luôn cuộc xâm lăng, bước vào combat quyết định 6.5. Đối thủ lần này đã đổi bên Varus, Akali theo đó không thể tiếp cận hàng sau. Nhưng trước khi gục vẫn kịp lao xuống, khiến mưa hỏa ngục trúng ít mục tiêu nhất có thể. Câu cho Kassadin hạ Nasser, tiến xuống, nhậu nốt tàn quân. Một lần mưa hỏa ngục thì không thể lập tức kết liễu tên lữ khách, vẫn còn rất nhiều sinh lực. Varus đành gục ngã, nhưng Kasadin cũng phải chịu trận ngay sau đấy. Tác dụng của cuộc xâm lăng là đây, bọ hư không triệu hồi dù rất yếu ớt, nhưng cũng đủ thu hút chú ý của Smolder. Ash đương nhiên không bỏ qua cơ hội, dương cung bắn gục Tiểu Hỏa Long, mang về chiến thắng cũng như top 1 không thể cảm xúc hơn cho Chan Dự. Một trận đấu với vô vàn cung bậc cảm xúc đúng không anh em? Còn gì tuyệt vời hơn khi có thể comeback từ đáy xã hội rồi đi lên vị trí cao nhất đúng không nào? Đồng thời có thể thấy phần quà đến từ phần thưởng ngẫu nhiên rất giá trị, có thể giúp anh em đảo ngược tình thế. Chúc anh em may mắn và thực chiến thành công nhé! Nếu thấy hay, đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chưởng vào nút chuông để không bỏ lỡ các video nhà cà phê nhân phẩm. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.